Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay thì tiếp tục mình lại lên chợ phiên Bắc Hà, đưa mọi người đi khám phá trải nghiệm chợ phiên Bắc Hà này. Và mình cũng đi lấy một số các loại hàng hóa mà các bạn có nhờ mình lấy ấy. Và mình sẽ lấy vào ngày hôm nay nhé các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình tiến vào trong chợ phiên Bắc Hà nhá. Hiện tại bây giờ mình đang ở khu chợ lan rừng cây cảnh nha mọi người. Chợ đồ núi rừng cây cảnh. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem hàng dao mèo nhé các bạn nhé. Đây này, đây rất là nhiều dao mèo. Và giới thiệu với các bạn một loại này là loại chuyên đi phát cỏ mọi người này. Đây loại này là phát cỏ nhé. Đẹp. Những cái cây cỏ cứng cứng trong vừa tầm sức của nó thì vẫn phát được. Còn lại cứng quá thì phải dùng dao chặt nhé mọi người. Đó, mọi người lấy thì là cứ alo liên hệ nhá. Dao mèo ở Sapa. Đó, dòng dao phát cỏ. Rất là đẹp luôn. Người ta làm rất là cẩn thận. Có đinh này. Có đinh ở chỗ này này. Đinh rồi khuy này. Đó. Đinh rồi khuy. Chống tuột nhá. Đấy. Chống tuột. Đây này, dòng dao này là dao chặt xương lợn mọi người này. Dao đẹp nhỉ, nó làm cong cong, họ làm cong cong đẹp. Làm cong cong rất là đẹp luôn. Chặt xương lợn. Chặt gà cũng được. Chặt gà, chặt xương lợn cũng được, rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đó. Rất là nhiều dao. Đây này. Con này là con chặt củi. Rất là sắc mọi người ạ. Sắc và nó họ đóng đinh như đây này. Có chất đinh đây nhé, chống tuột. Chất đinh chống tuột nha mọi người. Chống tuột chui luôn đấy. Rất là chắc, mọi người lấy con nào thì là cứ chụp màn hình này gửi Zalo cho mình nhé mọi người nhé. Đó, lấy con nào thì cứ chụp màn hình gửi Zalo. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Dao chống trơn trượt, chống tuột. Ngoài ra thì có rất là nhiều những loại khác như là con dao kiếm này. Đó. Mọi người lấy con này thì cũng alo lên này nhá. Con này đẹp tuyệt vời luôn. Cầm rút đồ cháu cái này ra, rút cái vỏ ra. Đấy. Họ làm điêu khắc rất là đẹp mọi người này. Đẹp, nói chung là đẹp. Chuôi của nó cũng rất là cẩn thận luôn. Hai mẫu. Dao Sapa nhé mọi người. Đấy, vỏ đây này và mẫu đây, hình đây mọi người. Mọi người lấy con nào thì cứ alo đến này mọi người nhá. Con này vừa đi rừng này, vừa chặt xương này, vừa thái thịt này. Đó, mẫu dao mèo Sapa. Đẹp tuyệt vời mọi người ạ. Đó. Mọi người lấy thì là cứ alo đến này mọi người nhá. Đẹp, long lanh luôn. Và con này là con chặt củi này. Đấy, rất là chắc và cẩn thận mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta tiến đến khu trên này. Wow, đang cắt ong, đang cắt ong. Nhá, nhá. Đang làm bánh ngon được á. Làm bánh vợ nhá, cái to bé. Đang cắt ong. Đây là những con ong bầu, ong nhộng nha mọi người. Ở đây chủ yếu là để lấy nhộng để ăn thôi. Em ở đâu? Sao bên này nữa là mẫu dao, rất là nhiều mẫu này mọi người này. Vỏ đây nhá. Mẫu này mẫu to hơn cái mẫu trước.
Đó, bà nào lấy loại nào thì là cứ alo nhá mọi người nhá. Đấy. Cái này ăn ngon đấy, hết rồi. Đây là vỏ này, còn đây là dao. Hết rồi. Vỏ đây là dao nha mọi người. Rất là dày luôn này. Bạn nào lấy thì là chụp màn hình này gửi cho mình nha mọi người nhá. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Chuôi làm rất cẩn thận này. Chuôi làm cẩn thận lắm mọi người ạ. Đây cũng thế này. Và giới thiệu với mọi người một loại siêu phẩm. Vừa đây mình lấy cho khách mấy con liền đấy mọi người ạ. Con này là siêu phẩm. Con này là chuyên đi chặt củi nè mọi người này. Con này chuyên chặt củi nha mọi người. Đó. Con này rất là sắc và rất là dày luôn. Dày cộp cho mọi người này. Đấy, rất là dày luôn. Con này dòng chuyên chặt củi nhá. Đây này, khuy của họ làm có tất cả là 5 khuy nhá mọi người. 5 khuy này và làm rất là chắc chắn, không bị đau, không bị đâm vào tay đâu. Không bị đâm vào tay, làm 5 khuy. Hàng đẹp. Mọi người lấy thì là cứ alo liên hệ cho mọi người nhá. Da đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Màu dao rất là đẹp. Mọi người lấy thì là cứ alo nhá mọi người nhá. Thì anh quay lại lấy nhá. Anh chưa quay xong đâu, anh đi tí nữa. Bây giờ chúng ta đang lên khu trên này, là khu bán đồ núi rừng cây cảnh. Sóc rừng mọi người này. Đó, đây là con sóc rừng. Người ta săn được ở rừng vé mọi người ạ. Đó, con sóc đẹp tuyệt vời luôn. Cây táo đỏ này mọi người. Đó. Con loại này thì là bạn nào lấy tên lấy cả cây thì là cứ alo nhá. Lấy cây này hoặc lấy cành, rồi thường lấy cây đi. Lấy cây thì là về trồng nó dễ mà nó chơi được lâu, cành thì chơi được một tuần thôi. Như cái dòng táo đỏ này, đây cái cây này có cả bầu luôn này. Ít khi thấy cây có bầu đó mọi người. Đó, cây này người ta bé như thế này thôi mà nó đã có hoa có quả rồi. Đấy. Nó bé như này mà đã có quả rồi nhá mọi người. Đó, mọi người lấy về trồng, bây giờ nó chưa có quả thì sau năm nó có quả nhé. Trồng chơi cây này rất là đẹp. Mình hiện tại bây giờ cũng đang trồng một vài cây ở nhà đấy. Ươm sẵn đi, có khách lấy nào mình sẽ gửi luôn cho các bạn. Cây táo đỏ, quả rất là đẹp mọi người này. Quả đỏ rực luôn. Ôi, rất là nhiều, nhưng cành quả đỏ. Lấy cái dây không? Lấy cái dây buộc vào. Buộc vào dây trước đang trong cuốn bao tải sau. Cuốn này hơi khó, phải lấy cái dây buộc trước đang. Cây táo đỏ. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Anh quả này gọi là quả gì? Quả táo đỏ đấy. Táo đỏ à? À. Chị mua về đấy à? Rất là nhiều cây táo đỏ mọi người ạ. Mọi người lấy thì là cứ alo liên hệ mọi người nhá. Kể cả cây cây có gốc cũng được.
Vâng vâng, khi nào lấy thì ai lấy thì cháu sẽ lấy chỗ của ông. Đấy, mình hay lấy chỗ của ông này là chuyên bán cây táo đỏ mọi người. Này. Như cái này là có cả bầu nữa này. Nhưng bầu này biết về có sống được không rồi. Mọi người lưu ý nhá. Là cái cây này thì là hiện tại có quả như thế này này. Đó. Có những cây thì có cả gốc ấy, nhưng mà về trồng thì chỉ sợ nó rụng mất quả thôi, bởi vì là nó phải đợi nó bén rễ chứ. Nếu mà đánh bầu tốt thì nó có thể là nó vẫn còn giữ được quả, còn không thì nó vẫn sống, trồng nó vẫn sống nhưng mà sợ nó không đủ chất dinh dưỡng để nuôi quả, nó sợ nó rụng quả ấy. Nên tốt nhất là mọi người cứ lấy cây có bầu. Về bây giờ hiện tại nó không có quả thì ra Tết nó sẽ ra quả nha mọi người. Này chúng ta đang lên khu trên này. Trông đơn giản mà. Làn phi điệp gọi này, dòng phi điệp. Đây là không biết, đây chắc chắn là phi điệp vàng rồi. Hiện tại chưa có hoa mọi người. Đó, dòng phi điệp ở đây dãy này là chuyên bán lan nha mọi người. Đó, người ta ươm cái bầu rất là công phu cẩn thận này. Làm quả bầu này đẹp nha mọi người nhỉ. Bầu này mà trang trí ở nhà đẹp tuyệt vời luôn. Chợ Bến Bắc Hà là một cái chợ nổi tiếng rồi. Rất là nhiều các đồ núi rừng vùng cao. Đẹp tuyệt vời chưa? Đó. Một chậu phi điệp. Ôi giời, nhiều ổi thế. Rất là nhiều ổi đá mọi người. Ổi đá. Vâng. Ổi này để ngâm rượu để uống dễ uống lắm các bạn ạ. Ngon, mát. Ngon mà. Vâng. Cho em test thử một quả được không? Thử ba. Bao nhiêu cân? Ngon đấy. Ổi đá ngon lắm mọi người ạ. Cái loại này về ngâm rượu rất là thơm nhá. Dạ, là rượu đấy. Vâng. Ngon mà. Ngọt mà. Ngon mà. Mùng bên đấy. Vâng. Ngâm rượu ngon lắm mọi người. Đấy, nó đánh trong to rượu mùng bên đấy. Vâng. Chúng ta đang tiến vào chợ lan rừng. Đồ núi rừng cây cảnh mọi người ạ. Cây lầu thắng cố này, cây này gọi là cây lầu thắng cố nhá. Đó, cây này gọi là cây lầu thắng cố. Khi mà lầu muốn thắng cố là phải có cái cây này thì nó mới có mùi thắng cố nhá mọi người. Đó. Người ta bán là hàng chùm này. Cả bầu đất luôn mọi người ạ. Bán cả cái bầu đất luôn. Rồi rất là nhiều lạc đỏ, lạc hoa này. Bà con là tự trồng được nhá mọi người. Tự trồng được xong rồi mang ra đây bán mọi người. Lạc đỏ này. Rồi trước kia lạc hoa này. Trên là lạc đỏ, dưới là lạc hoa này. Bà con là tự trồng nhá mọi người. Không phải lạc dưới xuôi này, lạc ở nơi nào đâu. Mọi người trồng, bà con là trồng ở trên đồi đấy, trên núi. Đó. Nào, thu hoạch về mang ra đây bán này. Bóc sẵn đi, hoặc có khi là bóc ở chợ luôn đấy. Vừa bán vừa bóc ở chợ. Lạc hoa này, đấy, ngon chưa mọi người ơi. Này mà làm muối vừng ăn này. Rang muối vừng ăn thì rất là ngon. Lạc hoa mọi người ạ. Đẹp tuyệt vời luôn.
Ôi, bây giờ chúng ta đang lên trên này. Đây các bạn ơi, chằm chéo đây. Thành phần có muối, đường, mì chính, xả, ớt, lá chanh, mắc khén. Muối, đường, mì chính, xả, ớt, lá chanh, mắc khén nhé mọi người. Đó. Mọi người đấy thì là cứ alo lên này mọi người nha. Măng khô này. Măng khô rất là ngon mọi người. Măng lứa khô mọi người nhé. Măng lứa khô đấy. Mọi người lấy gì nè, cứ alo lên này mọi người nhá. Hôm nay đi quay hết các mặt hàng chợ phiên cho mọi người xem. Đây thịt sấy đây. Cô ơi, đây là thịt trâu sấy hay thịt lợn đấy? Thịt trâu là cái này thịt lợn ạ. Cái đỏ đỏ này thịt lợn này. Lợn sấy. Đây là thịt trâu sấy này. Cái này về là hấp lên là ăn luôn rồi cô. Về hấp là ăn luôn, ngon lắm. Cái này là hấp, về cái hấp nó ăn luôn mọi người ạ. Thịt trâu này. Đó, trâu cho các bếp, trâu sấy cho các bếp. Lợn cho các bếp nữa. Rất là ngon mọi người nhá. Vâng. Hấp lên xong rồi chấm với tương ớt thì đúng là tuyệt vời mọi người. Chấm với chấm chéo. Chấm chéo hoặc chấm tương ớt. Đặc sản Tây Bắc táo đỏ Tân Cương mọi người này. Táo đỏ Tân Cương giúp da căng mịn hồng hào, không bị sạm da, chữa bệnh huyết áp thấp, bổ gan, ngăn ngừa chứng táo bón. Hay gặp ở người mang bầu. Đó, bổ máu cho mẹ và thai nhi, tăng cường sức đề kháng cho bé, ngăn ngừa cảm lạnh, phòng ngừa dị ứng ở trẻ sơ sinh. Đó là táo đỏ Tân Cương mọi người nhá. Mọi người lấy đi nào, alo mọi người ạ. Rất là nhiều các bạn ạ. Ôi, củ từ này. Từ to dã man nhỉ. Đấy, từ đẹp chưa mọi người ơi. Từ lông nha mọi người. Về nấu canh hầm xương hả chị? Về nấu canh hoặc hầm xương. Củ từ. Đó, củ từ các bạn ạ. To củ to chưa? Một củ kia được cân rưỡi rồi kìa. Đấy ngon lắm mọi người ạ. Về nấu canh hầm xương hoặc luộc ăn. Luộc chấm chảm chéo chấm muối ớt ăn thì rất là ngon. Từ đỏ. Sao bên này xem một số loại khác mọi người này. Ok, chào em nhá. Ngọc cầu cái đâu hết rồi. Bán hết rồi. Bán hết rồi Ngọc cầu rồi à. Đây này. Hà thủ ô, muốn cho xanh tóc đẹp da hay dùng hà thủ ô nhá mọi người. Đây là hoa chuối gì đây em? Cái này chuối rừng. Hoa chuối rừng. Hoa chuối rừng và hà thủ ô. Rất là nhiều. Xanh tóc đẹp da thì dùng hà thủ ô. Đây bà con bán cả chuối rừng này, đây hoa chuối rừng, kẻ xào nấu làm lộm ăn rất là ngon. Đó, tuyệt vời chợ. Đây chúng ta đang xem ở lan kim tuyến mọi người này. Lan kim tuyến này có hai loại nhá. Loại kim tuyến lá đỏ này. Kim tuyến lá đỏ này. Và đây là kim tuyến lá xanh này. Đấy, cái này chủ yếu là về làm thuốc các bạn ạ. Chữa bệnh ung thư và ngăn ngừa bệnh ung thư nhé. Về lan này đắt lắm mọi người ạ. Lan kim tuyến. Nói chung là rất là đắt. Cái này là cái gì đây? Rêu hả chị? Bây để làm gì? Hả? À, trồng lan à? À, rêu. Rêu đá đấy mọi người ạ. Để trồng lan đấy mọi người. Rêu đá. Ok anh nhá. Rêu đá. Đây là mọi người ơi. Đây là
củ giấy rừng này. Đó, củ này là chữa bệnh, thường thường người ta để rẻ chữa bệnh ấy đấy. Bị mụn nhọt ấy thì dùng cái này. Mụn nhọt thì chữa cái này, dùng cái này để uống đó mọi người này, uống này. Mụn nhọt. Đây là thành phần của nó là chủ yếu là chữa mụn nhọt nhá. Ngoài ra thì có rất là nhiều công dụng khác mà các thầy thuốc thuốc nam người ta hay dùng, người ta lấy để chữa bệnh kết hợp với một số loại thuốc loại khác nữa, loại dược liệu khác nữa để làm thuốc nhá mọi người. Cái củ này nó còn bé mọi người, củ to nó còn to như kiểu bắp cổ chân cổ tay, rồi là to như bắp cây nào mà già nó cũng to như kiểu bắp đùi luôn nhá. Cái củ giấy rừng này, vài sọ này nấu canh rau cải thì cũng khỏi phải nghĩ bạn ạ. Vài sọ nấu canh rau cải thì ngon hết cỡ luôn. Rồi, rất là nhiều đồ trên núi rừng vùng cao mọi người ạ. Ở đây chúng ta đang xem, đây là bột nghệ vàng hả anh? Bột nghệ vàng đó mọi người, dùng để kho cá này, kho thịt này, và còn làm nhiều thứ khác. Bột nghệ. Ngoài ra chúng ta đang xem ớt khô treo các bếp mọi người ạ. Ớt khô treo các bếp đấy. Đây, làm từng dây một mọi người này. Đấy, treo từng dây một luôn. Người ta sâu từ lúc nó tươi ấy. Xong bây giờ để trong người treo các bếp nó khô. Mang ra đây bán cho mọi người. Mang ra đây bán. Ngoài ra thì có hạt rau cải mèo này. Hạt rau cải mèo đấy mọi người ạ. Mọi người lấy gì thì cứ alo lên này nhá mọi người nhá. Rất là nhiều đồ ở cái chợ Lan Rừng này. Đây, chúng ta đang đi xem một dãy có loại gỗ lũa. Những cái đồ mà người ta bán để làm đồ chơi cây cảnh đó mọi người ạ. Rất là nhiều dòng gỗ lũ. Đợt đầu năm ngoái à, khán giả của mình đấy nhiều lắm, nhưng mà năm nay thì không chơi mấy nữa rồi. Dây đâu? Quá, tính quẩy rồi, chưa lấy dây ra. Dây đâu? Rất là nhiều thứ mọi người ạ. Đây là chúng ta đang đi xem quả akiso này. Đấy. Quả akiso nhá mọi người. Cái này quả này ngâm rượu uống thì cũng rất là tốt. Đó. Rất là mát mọi người ạ. Akiso. Người ta trồng người ta bán đấy mọi người. Ngâm rượu uống này, đun nước uống cũng được. Ngoài ra thì rau cải mèo mọi người này. Đấy. Rau cải mèo đấy mọi người. Ngon lắm, ăn rất là ngọt mọi người ạ. Sâm cắt kính này. Đấy, ai còn gọi là sâm cắt cánh. Cái này là tốt cho đường hầu họng nha, viêm họng, viêm amidan này. Viêm thanh quản, viêm phế quản này. Đó, các bệnh liên quan đến hầu họng thì dùng cái loại sâm cắt cánh này rất là tốt, rất là hiệu quả luôn. Ho long đờm này, bạn nào mà bị ho long đờm này, nhiều đờm này, khò khè, khó thở này, tức ngực này. Đó. Thì dùng cái loại sâm cắt cánh này nhé mọi người. Đun lên uống là tốt nhất, hoặc là ngâm rượu uống.
sâm cắt cánh mọi người ạ. Đây người ta làm rất là sạch luôn này. Đấy. Làm sạch lắm mọi người ạ. Bây giờ người ta rửa sạch đi nhá, nó trắng phau luôn này. Đây là sâm cắt cánh tốt cho đường hầu họng. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển đến khu trên này. Ô, đây đông thế nhỉ? Đang xem ong mọi người ạ. Đang mà người ta đang mua bán ong với cả sâu măng. Tập trung rất là đông người đây. Anh ơi, ông này còn ong gì các anh? Ong cắn lá. À, ong cắn lá à? Ong này còn ong cắn lá. Ôi. Những con già này về mình sẽ làm gì ngâm rượu anh? Mày ăn vẫn được. Về vẫn ra ăn tốt nhỉ? Sao ăn ngon, uống rượu thì mà nói là phê đấy. Uống rượu quá phê luôn. Mẹ loại này nó đốt cho một bát thì đốt làm sao được, nó non mà. Ong cần lá mọi người ạ. Đây người ta đang có cả con già, có cả con non nhá. Ui, chúng ta đang xem bắt mật ong mọi người này. Đang xem vắt mật ong này, đang lọc mật ong ở chợ đấy mọi người. Đấy, mọi người ai lấy mật ong thì nào cứ alo lên đây nhé mọi người nhá. Mật ong đá này, mật ong khoái này. Đó. Mình sẽ lấy ở chỗ anh Lành, chỗ người anh của mình lấy mình gửi cho các bạn. Mật ong đá và mật ong khoái. Đây, chào anh Lành nhá. Đây, khoái đây. Sao mật ong khoái đây? Đây, mật ong khoái mọi người ạ. Đấy, mật ong khoái này. Xác của nó rất là to luôn. Dày cộp. Đây, mặt của nó đây anh. Ong khoái đây mọi người ai lấy thì cứ alo đi này mọi người nhá. Đang còn một ít hàng thôi mọi người ạ. Đấy, mà đông khoái mọi người này. Đông khoái đấy mọi người. Thôi lôi ra làm gì nữa. Ui dồi. Rất là nhiều luôn này. Mật nhiều mọi người ơi. Đó, mật bên dưới rất là nhiều luôn. Cả tổ cả sáp. Đấy, thơm phức, mật ong khoái nó thơm lắm nha mọi người. Cái này mà mua nó mới thơm. Tôi phải thấy rõ lọ đầu ấy, biết là lọ ra một tàu ấy, cái nó mua tàu nó dễ sủa ấy. Đấy, rất là nhiều mọi người, ai lấy thì cứ alo nhá. Đấy, rất là nhiều. Đây là cái gì đấy anh, ong gì? Là con nhộng ong khoái. Ong, con nhộng của nó. Con nhộng của ong khoái mọi người ạ. Mọi người ai lấy mật ong thì là cứ alo lên này cho mọi người nhá. Đây là anh của mình suốt ngày đi lấy mật ong thôi, làm nghề mật ong. Đó, rất là ngon, rất là nhiều mọi người ạ. Đây mọi người ơi, đây là người ta cũng đang lọc rồi. Lấm này gọi là lấm linh chi rừng đỏ mọi người nhé. Hay còn gọi là lấm hồng chi. Cái này là rất là nhiều công dụng. Tốt cho xương khớp tim mạch này. Tiếp lưu thông máu này. Đó, và ngoài ra thì nó giảm một lượng mỡ trong máu nha mọi người. Giảm mỡ máu này, chống bị đột quỵ này, chống tai biến mạch máu não này. Chống tắc mạch máu não. Đó, giải độc gan. Đó mọi người ạ, giải độc gan. Những chất độc trong cơ thể là nó sẽ giải độc. Đó, tốt cho xương khớp tim mạch. Và phòng chống bệnh ung thư, ngăn ngừa bệnh ung thư này.
giảm lượng mỡ trong máu này. Đó. Và điều trị là gan nhiễm mỡ nha các bạn nhá. Mọi người lấy thì cứ alo lên đấy. Đó. Lấm linh chi rừng đỏ hay còn gọi là lấm hồng chi. Đó, đây là toàn bộ khu vực chợ lan rừng cây cảnh mọi người ạ. Vào hôm chủ nhật rất là nhiều các loại hàng hóa, những hàng hóa cơ bản mình quay lên cho mọi người xem rồi. Mọi người ai lấy gì là cứ alo liên hệ mọi người nhá. Và con đường này dạy thẳng lên khu trên này. Khu trên này là người ta bán các loại đồ núi rừng cây cảnh rất là nhiều. Ok. Đây này mọi người, đây là loại loại này loại thảo quả nha mọi người. Thảo quả nhá. Đó. Về ăn quanh năm được mọi người, để khô cũng được, khô à, ăn cũng được mà tươi ăn cũng được. Loại thảo quả rất là đẹp luôn mọi người ạ. Người ta lấy được ít thôi, không lấy được nhiều đâu. Thảo quả rất là đẹp. Rồi. Đó, nhiều lắm mọi người ạ. Bánh củ khoai lưa này, bánh gọi là bánh củ khoai lưa nhé mọi người. Bánh làm từ củ khoai lưa. Về xào thịt này, nấu xào măng chua này, hoặc là ăn lẩu này. Đó, rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đang lên khu trên này mọi người ạ. Cái bột của cái cây gì thì nó dạ. Rồi bây giờ chúng ta đang vào khu trên này. Quả dứa rừng này. Quả này chưa sỏi thận nha mọi người, chuyên chữa về sỏi thận. Chuyên về sỏi thận nhá các bạn nhá. Quả này quả dứa rừng. Đó, nó có gai khá là sắc các mọi người ạ. Gai sắc nhọn lắm mọi người ạ. Bằng cách là các bạn về thái nhỏ nhỏ ra, xong là phơi khô đi, đun nước uống để chữa sỏi thận. Đó, trên này là bà con bán toàn những cái đồ núi rừng nữa mọi người nhé. Như này, hương của người Mông các bạn này. Đó. Hương của người Mông rất là thơm luôn mọi người ạ, thơm không thể có thuốc bảo quản đây là thuốc hay là chất gì khác ngoài từ cái loại gọi là gỗ tự nhiên nhé mọi người, nó rất là thơm. Đó, một bó này tầm khoảng 50 que nhé mọi người, một bó này là 50-60 cây. Vâng. Một bó là 50 cây nha mọi người, 50 que. Rất là thơm nha mọi người. Và chúng ta đang đi xem lốt một loại nữa là chổi. Chổi của người Mông các bạn ạ, nên là chổi làm hạt từ hạt kê này. Rất là nhiều khán giả có nhà mình lấy thì là giờ thấy ai lấy thì là alo lốt nhá, alo lấy lốt mọi người nhá. Làm rất là cẩn thận luôn, đan nát rất là kỹ này. Đan nát kỹ lắm mọi người ạ. Đó. Đan nát kỹ lắm. Mọi người đấy thì là cứ alo lên này nha mọi người nhá. Chổi của người Mông đẹp tuyệt vời.
Đó, vậy là từ đầu giờ mình đã đưa mọi người đi khám phá trải nghiệm hết một vòng chợ phiên Bắc Hà vào hôm họp hôm chủ nhật với rất là nhiều các mặt hàng hóa khác nhau đẹp tuyệt vời mọi người ạ. Mọi người lấy gì là cứ alo liên hệ mọi người nhá. Đấy. Ớt sâu này mọi người này. Và video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người nhá. Chào mọi người, hẹn mọi người khi khác nhá. Mọi người trước khi rời đi nhớ cho Làng Gió Vùng Cao xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo trên kênh nhà Làng Gió Vùng Cao nhá. Chào tất cả mọi người.